yêu đậm sâu bao thì ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 là một ngày vô cùng tuyệt vời đối với chồng. Thì ngày hôm nay thì chồng muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với vợ và chúc vợ một tuổi mới luôn luôn xinh đẹp, thành công. Cảm ơn bạn đã. Rồi anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai, và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Còn mãi yêu vợ nhá. Hãy yêu anh thật lâu và bên anh suốt đời này, cả cuộc đời chỉ mình em thôi vợ yêu ơi. Bây giờ vợ cho chồng nằm một nháy nhé. Điên à? Vừa mới tặng cái dao phay mà bảo là người ta làm nháy. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Kiên Chổi đây. Thì ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10, một ngày tuyệt vời đối với các chị em phụ nữ. Thì trước khi mà vào video thì Kiên xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các chị em ở trên cả nước, một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Và đặc biệt thì Kiên xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến công chúa Phạm Thư của Kiên, một ngày vui vẻ, hạnh phúc và mãi mãi yêu Kiên, và đừng có bắt nạt Kiên nữa nhá. Đấy, thì như các bạn đã biết thì Kiên mới Thư yêu nhau khá là lâu rồi, 3 năm các bạn ạ. Thì sang năm nay là năm thứ 4. Thì ngày hôm nay thì Kiên muốn dành một món quà nho nhỏ và đặc biệt nhất đến cô ấy. Thì thời gian vừa qua thì Kiên làm cô ấy khổ khá là nhiều rồi, xảy ra rất là nhiều các chuyện thị phi rồi. Thì hôm nay thì Kiên muốn dành một chọn một cái thì ngày hôm nay thì Kiên muốn dành cái món quà bất ngờ này đến cho cô ấy các bạn nhá. Thì Kiên vừa mới mua xong một cái bó hoa này các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Đấy các bạn ạ, đây là một ghi bông hồng, thì cô gọi là một ghi bông hồng nhá. Còn đây không đủ 1.000 bông hồng đâu, nhưng mà coi như là đây 1.000 bông hồng mà Kiên đã dành tặng cho Thư nhá. Thì ngay bây giờ thì Kiên sẽ phi đến nhà Thư và Kiên sẽ tặng quà cho Thư để xem là phản ứng của Thư sau khi mà thầy Kiên tặng cho Phạm Thư một bó hoa to như này, thì Phạm Thư sẽ cảm thấy như thế nào nhá. Thì chắc chắn là Kiên sẽ nghĩ rằng là Phạm Thư rất là sung sướng, tại vì là Kiên chưa bao giờ Kiên đến tận nhà và là Kiên đã tặng quà cho Thư bất ngờ như vậy. Thì ngày hôm nay thì Kiên sẽ chính thức làm những điều đó để xem là Phạm Thư sẽ như thế nào. Ok, mời tất cả gia đình nhà mình đi theo Kiên để Kiên đi tặng quà cho Phạm Thư nhá. Ok mọi người, let's go, để lên xe. Đây các bạn ơi, thì là mình đã đến nhà Phạm Thư rồi các bạn nhá. Thì như các bạn đã thấy đây là ngôi nhà Phạm Thư. Thì trên tay mình đang cầm một bó hoa rất là to luôn. Thì không có ai ngoài con chó đã đón tiếp mình và những lời nói ở Go Go. Bây giờ là mình sẽ vào mình gọi Phạm Thư ra. À không, bây giờ mình phải gọi cho em Phạm Thư. Đúng rồi. Mình bảo là em Phạm Thư dụ Phạm Thư ra đây để kiểu là tạo cho bất ngờ. Bất ngờ mà, bất ngờ bây giờ. Bây giờ làm cho tôi đi mượn điện thoại phát để tôi gọi cho Phạm Thư. Đã gọi cho em Phạm Thư. Dũng mới có nhà không nào? Dũng à? Dũng có đấy. Số như là Dũng à? Ừ. Bây giờ phải gọi nó ra. Bây giờ gọi bảo Dũng phải lên kế hoạch trước đúng không? Đúng, đúng rồi. Alo Dũng ơi, bây giờ anh đang đứng ở ngoài cổng đây. Bây giờ anh đang muốn tặng hoa cho Phạm Thư nhân ngày 20 tháng 10 ấy. Thì bây giờ em gọi chị Thư ra ngoài cổng, xong này em nói dối là rủ chị Thư đi mua đồ nhá. Đấy, hai anh ngoài cổng, bắt đầu là anh sẽ nhảy xô vào hiểu không? Đấy, mà anh tặng hoa chị Thư để xem là chị Thư như nào. Ok. Ok, ok. Ok rồi anh ơi. Ok rồi, kế hoạch đã thành công anh em ạ. Bây giờ thì Kiên sẽ lấp ở ngoài, hoặc là một lát nữa thì Thư đi ra rồi Kiên nhảy vào Kiên tặng. Kiểu là bất ngờ luôn anh em nhá, để xem Phạm Thư như nào nhá. Ok, mọi người đón xem nhá, đừng bỏ qua một giây phút nào. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đấy nhá. Kiểu này chắc là đang ngủ rồi. Tí nữa nếu mà đang ngủ nhá, vào tận phòng tặng luôn cho chất. Không biết là mình đi tặng hoa hay là mình điên cắp nữa mà chung. Này, ui dồi ôi, chán đời đánh liên luôn kìa. Ơ kìa, hình như có thấy chó sổ ấy. Đi hẳn nhà luôn. Hai đứa mình vào đứng đây mình đợi nhé, xong là lát đã Thư ra mình tặng luôn. Đây, đứng luôn trước cửa này. Anh em ơi, bình tĩnh nhá, run không, nhưng mà run không. Nhưng mà run. Run à, lần đầu tiên này à? Ừ, lần đầu tiên luôn đấy. Lần đầu tiên đến nhà người yêu tặng người yêu có hoa to như kiểu này, tí nữa bố Thư mà ra thôi. Cổng ngoài chạy. Xin nói bía thôi. Để đợi nhá. Đợi nhá. Bảo ơi chắc là bà này ngủ.
Thì ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 là một ngày vô cùng tuyệt vời đối với chồng. Thì ngày hôm nay thì chồng muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với vợ, chúc vợ một tuổi mới luôn luôn xinh đẹp, thành công. Cảm ơn bạn đã. Rồi anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai, và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Vợ ngày càng yêu chồng rất là nhiều hơn nhá. Bớt dỗi đi, bớt nóng tính đi, rồi là yêu chồng nhiều hơn. Có bao giờ tớ dỗi nóng tính đâu nhỉ? Ok, thì ngày hôm nay thì chồng muốn dành tặng những điều bất ngờ này cho vợ đấy. Mong vợ thích điều này. Thích bộ hoa đẹp không? Đẹp, đẹp dã man luôn. Lần đầu tiên được tặng một bó hoa như này. Đấy các bạn ơi, thì bây giờ Phạm Thư đang gọi là gì nhỉ? Sướng, đấy, khoái các bạn đấy. Sướng, không nói lên lời nữa. Thì chưa bao giờ Phạm Thư được ai tặng cho bó hoa to như này luôn anh em ạ. Thì cảm xúc của Phạm Thư như nào? Rất là vui, rất là hạnh phúc. Thật sự là trong lòng bây giờ tim đập rất là nhanh. Thì lúc đấy mình chỉ là mình đang ở trong phòng ngủ thôi, thì mọi người bảo ra đây có việc. Thế là mình không biết là ra đây được tặng một bó hoa như này, mình rất là xúc động. Cảm ơn các bạn nhá. Mãi yêu vợ nhá. Hãy yêu anh thật lâu và bên anh suốt đời này, và cuộc đời chỉ mình em thôi vợ yêu ơi. Rồi. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Rồi. Đấy thì thật sự với các bạn ạ, mình thì mình muốn dành những cái điều tốt đẹp nhất đối với Thư thôi. Tại vì đây là một người công chúa của mình. Mình sẽ mãi mãi yêu Thư dù cho Thư có thế nào đối với mình. Thật sự là sau khi mà bọn mình xảy ra rất là nhiều chuyện, nhưng mà tình cảm bọn mình vẫn mãi mãi về với nhau ấy. Thật sự là mình cảm giác như kiểu là cái tình yêu này không bao giờ có thể rời xa nhau được, nên là mình rất trân trọng. Thật sự là để yêu được một người mà nhẫn nhịn nhau, bên nhau và chịu đựng được thì rất là khó, tìm được một người rất là khó. Đây chính là người của mình các bạn ạ. Đấy, sau bao nhiêu cái thời gian mà mình với Thư cãi vã nhau, xảy ra rất là nhiều chuyện bố mẹ, rồi là xảy ra rất là nhiều chuyện như cấm cản các kiểu ấy, thì cuối cùng thì Thư với mình vẫn trở về bên nhau các bạn nhá. Thật sự là rất là vui. Chúng mua đâu đẹp thế? Thì ngày hôm nay thì thứ tư đội này đứng nhiên ở đây này. Vỗ tay đã thuê đây lắm, nhìn một thằng rồi. Nhanh nhanh, còn 2 phút thôi. Nhanh nhanh, đương nhiên để cho. Thuê à? Đấy thì bó hoa này thì chồng mua ở bên Calasia đấy. Thôi, mày đừng có bốc quét. Đặt lâu lắm ấy nhá, ship mãi về đấy thì dịch nhá, nên là người ta không vận chuyển được máy bay, nên là chồng phải thuê cái thằng đấy đi bộ hàng nghìn cây số mới ship được về Việt Nam, mà nó đi bộ mất 7-7-49 ngày, chứ đâu phải là cái bó hoa này ra chợ là mua được đâu. Nên là thấy thích chưa? Thích không? Cần đó đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Nguyễn Hiệp kìa. Thảo sang chơi à? Ừ, Thảo sang chơi. Đấy. Nguyễn Hiệp kìa chết rồi. Thì là rất là tuyệt vời luôn. Thì là không. Thảo không có. Thảo không có các bạn ạ. Tới Thảo không có đi rồi em nhà luôn. Rồi. Ghen chưa? Ghen rồi, ghen. Ok. Thì cầu mong là những cái ngày này về sau thì mình với Thư thì mãi mãi bên nhau như thế này. Đấy, rất là vui luôn. Mình không nói phép chứ, bó hoa này cao gần bằng Thư. Đúng rồi, đây, gần bằng luôn. Anh em ơi, đây, anh em ơi, bó hoa to gần bằng Thư luôn này. Cao gần bằng Thư luôn này. Đây, ok, đẹp chưa? Đấy. Siêu đẹp. Đấy, vác thử lên xem nào. Sao vác không? Vác được. Thôi, đấy. Đi vào nhà các bạn ơi. Đi vào nhà đi. Đấy, sướng sướng anh em ạ. Đang sướng lắm. Đây đang sướng, bắt đầu vào trong phòng, để trong phòng đấy. Đi ra phòng xem. Đi. Tung tim cười. Sướng. Không. Đấy. Đi ra anh em ơi. Ui, có sóng Tư bừa buồn thế. Không có bừa đâu. Đây anh em ơi. Bây giờ Tư sẽ để hoa đây. Đấy, để hoa đây xong rồi là ngày ngày ngắm nhá. Ok. Ngày ngày suốt ngày phải ngửi luôn, sẽ ngửi xong không? Sướng. Luôn. Ừ. Nhớ phải ngoan nhá. Nào cũng ngoan mà. Nói chung là hôm nay là kiên vu này. Thì này kiên vu nó rồi. Ôi thôi đừng 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 đừng. Thì là kiên vu nó rồi ạ. Ôi anh con chó ấy. Thôi ở đây thì chúng nó chảy miếng. Anh con chó đúng rồi, để miếng thôi. Chảy miếng đấy. Thôi nó cứ vào là. Thôi dừng nhá. Rồi dừng. Ok. Vâng.
Chào nhau, chào nhau, chào nhanh thế. Nó phải thế, rồi lại lại nhá. Lại nhá, lại đi. Xong chưa? Không lại đây, đúng không? Rồi. Ôi ôi. Mệt. Ôi. Đi về đi. Thôi thằng Cam bây giờ là hết trách nhiệm rồi, mày đi về đi. Ui, sao đuổi thế à? Được, giỏi lắm. Thế bây giờ có đi về nhà không? Mày ở đây. Bây giờ là tôi sẽ chính thức ở đây. Và là sẽ là chú rể trong buổi tối ngày hôm nay. À, được lắm, giỏi lắm, được. Thôi, bây giờ là chúng ta nhảy lên ra chăn này, nhìn uống nhau tí nhỉ. Đây. Ơ thế không về thật à? Hả? Ơ thế không về thật à? Không, không về đâu. Thế đây à? Thì về đi nha, bye bye. Thôi đi thôi, để thôi. Thôi, bạn đi về đi nhá. Thì mai tôi về. Thì hôm nay tôi ở đây một hôm nhá. Ô, bạn về đi. Cảm ơn bạn nhiều nhá. Rồi. Ý, trời ơi. Sướng nhá. Thích nhá. Đấy. Thì ngày hôm nay thì chồng mua hoa chồng tặng cho vợ thích không? Có, sẽ thích luôn. Đấy, đẹp ơi là đẹp luôn đấy, chồng thích bông hoa này. Vợ cũng thích cực kỳ luôn, vợ ao ước được có bông hoa này từ lâu lắm rồi ấy. Thôi không phải ao ước đâu, thì từ giờ đi chồng sẽ tặng vợ nhiều hoa hơn. Mà chồng bảo này, thì chồng cũng tặng vợ hoa rồi ấy. Bây giờ... Sao? Bây giờ vợ cho chồng làm một nhái nhé. Bây giờ vợ cho chồng làm một nhái nhé. Điên à? Ừ, vừa mới tặng cái giao phan mà bảo là người ta làm nháy. Vợ chồng nghĩ vợ thì đang thế à? Tí thôi. Không. Tặng hoa là việc có tặng, còn nháy là cái chuyện mai sau. Đừng có chuyện mà tặng xong rồi đòi làm nháy với ba bạn. Đuổi về thằng cổ ấy rồi. Bây giờ nhá, chồng tặng vào hoa rồi đúng không? Thì coi như là vợ bù đắp lại tình cảm cho chồng. Thôi, bù đắp lại để không phải. Không. Không, không môi. Không, làm nháy đi. Không. Đi. Điên à? Tặng hoa rồi làm nháy. Thì bây giờ mất công chồng tặng. Thôi chồng đừng có vớ vẩn. Này vớ vẩn, đừng vớ vẩn được không? Thì làm nháy thôi. Không. Nào. Không. Đi. Ôi, cái gì vậy? Ôi ôi. Cái hai đến cơ. Ôi ôi. Tặng hoa xong rồi làm nháy để hỏi cứ làm đến. Để gì? Em sẽ rồi, đi về đi. Đi về đi. Đi đi đi. Mua được đúng mẫu hàng, loại đặt nháy đi về. Nháy đi, đi về đi.